phải bạn đang hụt hơi, hết hơi hay là không thể lấy hơi nhanh trong các phần bài PT Speaking và gây ảnh hưởng tới độ trôi chảy không? Hello mọi người, là cô Amy đây. Welcome back to PT Helper Channel. Và trong video này, cô sẽ hướng dẫn cho mọi người một bài tập có thể giúp chúng ta lấy hơi nhanh hơn, lấy hơi ngắn hơn và lấy hơi nhẹ nhàng hơn khi mà chúng ta làm các phần bài PT Speaking. Và từ đó, điểm độ trôi chảy của mọi người sẽ không bị ảnh hưởng nhé. Khác với một vài bài tập khác, đối với bài tập này chúng ta sẽ nhả hết hơi ra khỏi lồng ngực, khỏi phổi thì chúng ta mới bắt đầu luyện tập. Mọi người sẽ nhả ba bằng cây âm A giúp cô nhé. Cho đến khi mọi người gần hết hơi rồi, chúng ta sẽ nói 1, rồi lấy hơi lại một lần nữa, nói 1, 2, 3, lấy hơi lại một lần nữa, 1, 2, 3, 4, 5, lấy hơi lại một lần nữa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, và lấy hơi lại lần cuối cùng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một vài lưu ý như sau, mọi người cần phải nhớ cho cô nhé. Đối với bài tập này thì đầu tiên mọi người sẽ không được nói quá nhanh hoặc nói quá chậm, mà tốc độ nói của mọi người nên bằng với khi mọi người làm những phần bài như là read aloud, repeat sentence, describe image và tất cả các phần bài khác của speaking. Ok. Lưu ý thứ hai là lấy hơi bằng miệng, không lấy hơi bằng mũi. Khi lấy hơi bằng miệng thì mọi người sẽ có thể lấy được nhiều hơi hơn một lúc và cái tiếng lấy hơi của chúng ta sẽ không có bị to ấy. Ví dụ như lấy hơi bằng mũi này. Khi mọi người lấy hơi nhanh chắc chắn là nó sẽ có những cái tiếng như thế. Ok. Bắt đầu luyện tập nhé. Ví dụ như trong phần read aloud cô đọc là as the inventor of alternating current technology, thì cái nhịp của chúng ta sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đúng không? Và thì trong cái bài tập này chúng ta cũng phải duy trì tốc độ như vậy. Ok, cùng gặp cô ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mọi người thấy cái nhịp lấy hơi của cô không? Mọi người cố gắng theo sát cái nhịp này thì khi chúng ta tập như thế này nó sẽ dễ hơn rất là nhiều khi mà mọi người vào trong bài xong mọi người tập lấy hơi trong bài. Hãy tập quen như thế này trước nhé. Rồi, let's try one more time. Để hơi đây nào. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các bạn đã tập được chưa? Ok, chúng ta hãy cùng luyện tập thử với nhau nhé. Trên PT Tools khi các bạn bấm stop thì sẽ có một cái nút dấu để các bạn có thể biết được là chúng ta có thể ngắt cụm ở những vị trí đấy. Thì ở đầu tiên các bạn thử nhé. Đằng sau từ thinking chúng ta sẽ có lấy hơi lên này. Thinking, they, y chang khi các bạn nói là 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Thì ở đây nó cũng sẽ là thinking, they, ok? Rồi bây giờ đọc thử câu này ha. As introverts are thinking, they reach back into long-term memory to locate information. An introvert will often compare. Ok, khi chúng ta đã luyện tập tốt cái bài tập kia rồi, thì các bạn áp dụng vào trong read aloud y chang như vậy thôi, y chang như khi các bạn đọc là 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Những cái lấy hơi đấy nó sẽ phải theo nhịp y chang như vậy. Ok. Vậy mọi người đã luyện tập được chưa? Mong là bài tập này sẽ giúp cho mọi người cải thiện được tốt hơn việc lấy hơi và cải thiện được độ trôi chảy trong các phần bài PT Speaking. Và cô hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo với nhiều mẹo hơn nhé. Bye!